bây giờ như thế này nhá, anh thì tiền anh cũng không thiếu, mà anh chỉ thiếu mỗi tình cảm thôi. Bây giờ chỉ cần em chở anh đi, chở anh về, chỉ cần em vui vẻ với anh một chút thôi là anh sẵn sàng trả cho em thêm 100-200 triệu, đấy là điều bình thường. Em thấy như nào nhỉ? Vui vẻ là như nào ạ? Thì chúng ta chỉ cần, ví dụ như là em chỉ cần chiều anh một chút. Nghĩa là anh cần thì em đến. Ừ, anh cần thì em đến. Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh của Hà. Thì hôm trước Hà có đăng một video là Hà chạy Grab và định trêu một anh, anh chàng của tập trước đấy. Thì mình có định trêu anh ấy, thì mình khi mà mình nhận ra anh là đại gia thật thì mình không dám trêu nữa. Thì sau hôm ấy thì Hà cũng không có liên hệ hay là không có liên lạc gì lại với anh ấy, nhưng mà ông ấy lại liên tục ông ấy nhắn tin gọi điện và bảo Hà là đưa ra quyết định với lời đề nghị mà hôm trước ông ấy đã đề nghị Hà. Thì hôm nay Hà quyết định là sẽ đi gặp ông ấy để nói chuyện cho rõ ràng, để giải quyết cho xong cái mối quan hệ này, không là ông ấy lại làm phiền đến cuộc sống của Hà. Thì mọi người cùng theo Hà để xem anh chàng này là người như thế nào nhá. Trước khi vào video thì mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Hà nhá. Đến rồi mọi người ạ, đến rồi mọi người ạ. Hello anh. Hello em. Anh chờ lâu chưa? Anh vừa xem mấy căn xong. À, nhà anh đây à? Ừ, nhà trong này. Anh đang tính mua thêm mấy căn nữa để anh làm văn phòng với cho nhân viên. Anh có vội không? Để em mấy anh đưa anh đi luôn. Ừ, không sao, anh đứng đây anh nhìn một lúc nữa, không sao đã. Ấy à, khu này là khu anh ở à? À ừ, anh đang tính mua thêm cả một dãy bên này nữa này. Ôi dồi. Ôi. Mà sao 2-3 hôm nhắn tin nữa, có điện không biết trả lời gì cả. Em có việc, em đi chạy khách, họ book Grab em đi chạy suốt mà. Thế sao anh book thì lại không đi? Thì hay là mình lên xe nói chuyện cho nó đỡ ồn nhá. Lên đi. Bây giờ anh có vội không? Ờ, anh không, anh gặp em là chính chứ công việc có thể gác lại sau. Hay là mình dừng lại chỗ Dâm Dâm này, mình nói chuyện một lúc cho nó. Em cũng muốn nói chuyện với anh rõ ràng với đề nghị hôm trước anh vừa nói với em ý. Ok, em đang đợi lời câu trả lời của em mãi đây. Thế thì mình dừng lại mình nói chuyện một lúc nhá. Dừng lại đây cũng được. Thì hôm trước thì anh có đề nghị với em là em làm tài xế riêng cho anh, thì anh trả lương cho em không chạy ngoài nữa ấy. Thì em nghĩ là em không chấp nhận cái đề nghị đấy được. Sao lại không chấp nhận nhỉ? Bởi vì là em chỉ muốn là em chạy Grab này em chạy cho vui ấy, chứ thật ra là em cũng không có nghề của em, không phải là nghề Grab. Em chạy cho vui thôi, chạy vì đam mê ấy. Chứ không phải là em, nghề của em là Grab đâu. Mà trẻ tuổi như em thì em nghĩ bây giờ sao trong vòng 10 ngày em kiếm gần 100 triệu thế được. Không quan, tiền nong em không quan trọng. Bởi vì là em thì em không phải là người cần tiền mà phải đi làm những cái việc như thế. Với lại là nếu mà chỉ chạy đưa đón không thì em không nói làm gì, nhưng mà hôm rồi đề nghị yêu nọ của anh thì em cảm thấy là em không phù hợp. Anh có thể anh tìm bạn khác để bạn ấy có thể đáp ứng được nhu cầu của anh, còn em thì em không sẵn sàng với việc đấy. Em có thấy mấy cái căn vừa rồi không? Em có ạ. Nếu như em chỉ cần đồng ý thôi, anh sẽ cần sẵn sàng cho em ở hẳn một căn. Em thấy như thế nào? Em có nhà mà, em cũng có thể ở nhà em mà, cho nên là em nghĩ em không cần.
Với lại là em nghĩ là anh làm cái công việc như này thì anh sẽ quen rất nhiều cô gái. Với lại là nếu mà anh muốn tài xế tốt thì anh cũng đâu có thiếu những tài xế có thể làm theo tất cả yêu cầu của anh. Và gái thì em chắc chắn là anh không thiếu rồi. Nên là anh nghĩ là anh không cần thiết đến em. Thế em nghĩ sao? Em nghĩ tại sao anh phải chờ tận 3-4 hôm để có thể đợi em chở như thế này? Anh không quan trọng là tay lái, anh chỉ cần là ở gần bên em thôi. Nhưng mà em có gì đặc biệt khác những người khác đâu mà anh lại nhất định là anh phải muốn là em làm tài xế cho anh. Tính anh xưa nay rồi, là anh là như thế rồi. Anh thích cái gì là anh phải có bằng được. Đấy là bản năng của con trai thôi. Còn em xin lỗi là em không thể nào chấp nhận cái đề nghị của anh được. Có gì anh không tặng cho em? Đây, cái này nhá. Em nhìn thấy không? Lại tiền. Ừ, anh chả có gì ngoài tiền cả. Tiền này anh mang đi, lúc nãy anh định đi tìm mua cọc nhà. Không, cọc nhà anh cọc hết rồi. Anh mua hẳn rồi, anh không cần cọc. Anh chỉ cần thích đây là anh nhích tiền luôn rồi. Còn tiền này anh mang theo để phòng thân thôi. Anh ra đường mà anh mang một số tiền lớn như này ra đường. Thế này vẫn là bình thường đấy. Với em thì tiền em cũng thích thật đấy. Nhưng mà tiền không giải quyết được tất cả anh. Anh có thể, nếu mà anh thật sự anh tôn trọng em thì anh không nên là lúc nào anh cũng mang tiền ra. Anh mang tiền ra để dọa em à, hay là như nào? Trong cuộc sống của anh, tất cả mọi thứ anh đều giải quyết bằng tiền. Nếu không thì anh sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Em hiểu chưa? Em cần tiền, em cũng cần rất nhiều tiền. Nhưng mà em cần đồng tiền mà em bỏ sức ra em làm. Chứ anh đừng dùng tiền để anh kiểu anh muốn làm mờ mắt em. Hay là anh dùng tiền để anh mua chuộc. Nói chung là tiền không giải quyết được tất cả đâu anh ạ. Với người khác như nào thì em không biết, còn với em thì em không cần tiền kiểu thế. Ở đây là, em biết ở đây là bao nhiêu không? Chắc là tầm khoảng 100 triệu, 200 triệu gì đấy. Đúng, nó sẽ thuộc về em. Em nghĩ sao? Chỉ cần 10 ngày thôi, em sẽ có một số tiền này. Và còn chưa kể nếu mà em tiếp tục làm cho anh. Anh vẫn thường xuyên tiêu tiền bằng cách này à? Đúng rồi. Ban đầu thì em có ấn tượng tốt với anh đấy. Bởi vì là nhìn anh khá là đẹp trai. Với lại là anh cũng giỏi. Nếu mà anh làm được hẳn một công ty thế và anh tiêu tiền, anh nhiều tiền như thế này thì anh phải là một người cực kỳ giỏi. Nhưng mà theo cái thái độ của anh và theo cái cách mà anh đang dùng tiền thì em lại đánh giá thấp con người anh đấy. Đánh giá thấp con người anh á? Anh có tiền nhưng mà anh lại nghĩ là giá trị của con người anh có thể mua được bằng tiền. Không, anh không mua em bằng tiền. Ở đây là anh chỉ thưởng trước cho em thôi. Không, nhưng mà anh có thể anh cho người khác. Những người khác cần anh giúp đỡ, cần tiền của anh thì anh có thể cho được. Chứ không phải là anh cho cái quyền là anh cho là người ta phải lấy. Anh hiểu không? Em biết tại sao mà anh chỉ muốn em làm tài xế riêng cho anh không? Vì sao ạ? Vì nhìn lần đầu anh nhìn em, anh đã thấy thích rồi. Thế là anh mới muốn em làm tài xế riêng cho anh. Biết là anh đi làm này là anh sẽ rất nhiều tiền, anh sẽ rất nhiều cô gái. Nhưng mà anh thấy em là một người rất là đặc biệt. Một cô gái xinh đẹp mà lại còn chạy Grab mà đi cả VinFast thế này. Thì anh thấy là khá là đặc biệt, anh có một cảm tình khá là tốt với em. Em cảm ơn là anh đã đánh giá em như thế. Nhưng mà em muốn nói cho anh này, tiền thì nó người ta cũng thích thật đấy. Nhưng mà anh cho người khác thì anh phải xem là người ta có cần anh cho hay không. Không phải là anh đặt cho mình cái quyền là anh thích cho là anh cho, anh thích dùng tiền ở đâu là anh dùng. Em không thích điều đấy. Và em không nghĩ là em muốn làm việc với một người như thế. Thế này nhá, số tiền này anh nghĩ có lẽ vẫn đang hơi ít so với em. Anh sẽ tăng cho em gấp 3 lần nếu như một buổi hôm nay em tới nhà anh và khám phá một căn phòng bí mật của anh. Nên đấy thì anh có nghĩ là em có lẽ em sẽ rất thích.
Em nhắc lại anh một lần nữa này. Em không muốn, em không thích và em không muốn là anh tiếp tục anh dùng tiền ra để nói chuyện với em. Anh hiểu chưa? Ok, cái số tiền này thì vẫn sẽ là của em, nhưng mà anh không dùng đến nó nữa để nói chuyện với em. Nhưng mà coi như anh là cái này dùng để làm quen em. Làm quen à? Ừ, anh làm quen em. Anh nghĩ thế nào nếu em nói em không muốn làm quen với em? Một cô gái nhìn thấy anh như thế này, cầm một số tiền như thế này mà lại không muốn làm quen với anh, thế lại làm anh càng thích đấy nhở. Thôi bây giờ thế này, thì tối nay thì anh cũng có một cuộc họp, sau đấy thì anh sẽ đi chơi một chút. Liên hoan. Ừ, nếu như là em đi với anh tối nay vui vẻ một chút, nếu mà em cảm thấy vui thì chúng ta tiếp tục. Còn về cái đề nghị hôm trước của anh là em làm cho anh tài xế trong vòng 10 ngày ấy, thì coi như là anh sẽ không nhắc tới nữa. Bây giờ anh đưa trước cho em 50 triệu để tối nay em đi liên hoan cùng anh. 50 triệu để liên hoan tối nay à? Ừ đúng rồi. Em thấy như thế nào? Ok, em sẽ đồng ý là tối nay đi liên hoan cùng anh. Liên hoan xong rồi mình đi đâu? Tất nhiên là sẽ phải đi một nơi nào đấy rồi. Có thể là về nhà anh hoặc là một nơi nào đấy anh thích. Nghĩa là 50 triệu này là em đi liên hoan cùng anh và tối nay đi đâu đó cùng anh. Ừ, chỉ thế thôi. Em thấy như thế nào? Thôi được rồi. Được rồi, em sẽ đồng ý là tối nay em sẽ đi cùng anh. Nhưng mà bây giờ em nhớ anh một việc được không? Ok, người đẹp nhớ anh phải sẵn sàng rồi. Em thấy ở đây nó đang báo là cái lốp xe em bị làm sao, anh thử xuống. Xuống anh ngó em với lốp xe xem có okay. Sao không ạ? Anh ơi, em bảo này. Tiền của anh cả đấy, anh cầm đi. Chơi tiền à? Tôi cũng cần tiền rồi đấy. Nhưng mà tiền mà như ông tôi không cần. Cô nhớ cái mặt tôi đấy.